Hiện trường trên tầng 3. Anh là? Tôi là trợ lý của em, bên tổ điều tra. Tại hiện trường chỉ còn cánh tay của nạn nhân. Cái xác phi tang ở đâu chưa rõ. Anh thợ xây kia là người báo án. Tình tiết man dợ, hung thủ ắt có mối căm hận rất lớn. Ngón tay bị mất là ngón đeo nhẫn cầu hôn. Hung thủ chính là vợ nạn nhân, ra tay do ghen tuông. Đến công trường hỏi về công nhân mất tích sẽ bắt được hung thủ. Tôi nhanh hơn anh một bước rồi. Không đúng, hung thủ ra tay vì phẫn nộ, ngón tay bị mất là do bài bạc trong giới đỏ đen, đó sẽ là hình phạt khi không trả nợ. Bể vừa được xây lại, nước để đánh lạc hướng. Khu này xung quanh đều có camera, hung thủ không thể mang xác đi xa. Với mùi này, cái xác được giấu ở dưới đó. Hai dấu chân quay vào nhau, đây sẽ là nơi gây án. Người đội mũ này là thợ xây, không phải công nhân. Đừng giả ngây nữa, hung thủ chính là hắn. Đứng lại. Không cần, một chiếc giày.